Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2023, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm và chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ công chức, người lao động Ban Tổ chức Thành ủy nói riêng và ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố nói chung. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng với nhiều sáng tạo, khoa học và bài bản. Nhấn mạnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tham mưu đúng, trúng trong xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ tâm, đủ tầm và giàu khát vọng cống hiến sự phát triển chung của Đà Nẵng.